Chào các bạn ha, hôm nay trời cũng chuẩn bị mưa, sắp mưa rồi. Bây giờ mình chuẩn bị thay, không phải là thay nữa mà sửa cái cốt thắng bị kẹt. Đó. Đây, sửa cái cốt thắng ha, bị kẹt, rất là cứng. Đó, rút không ra luôn mà, đạp này không được luôn. Đó. Ngắt luôn. Đó, xem. Không nhả luôn, nó bị kẹp. Giờ mình sửa ha. À, xong rồi chứ các bạn, không à, đạp tao thắng rồi. À, được không? Đã chạy, đã chạy không? Không kẹt như trước, không kẹt như lúc trước nha. Ok, à, rất đơn giản. Hẹn các bạn vào clip sau nha. Sau này sửa khác mình sẽ quay tiếp.